Ngày 12 tháng 7, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, sự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lệnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương nghiên cứu kỹ, nắm rõ các chính sách của công tác dân tộc, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân tộc các cấp đối với công tác dân tộc, đồng thời đề nghị cơ quan dân tộc các cấp tăng cường công tác phối hợp, sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin nhằm đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, cần làm tốt việc khảo sát, đánh giá tác động trong việc đề xuất chính sách dân tộc trong thời gian tới, để những chính sách này phù hợp với thực tiễn và điều kiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm rõ kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2023, nêu khó khăn và hạn chế của tỉnh Hòa Bình trong việc triển khai giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ ngành sớm sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các thông tư, văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai các nội dung tiểu dự án thành phần, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.